cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm. Nay ăn cơm với cá lóc kho, với thịt gà kho xả nghệ, canh canh bù ngót. Sò này chấm cá được hả? Được. Sao nó giòn? Nó làm tưởng trái có từng nào vậy? Không có biết ăn cái này. Lấy cái này ra, lấy cái tay vuột cái đầu ra. Vuốt cái đầu ra hả? Vuốt cái đầu ra. Vuốt cái đầu ra rồi mới ăn được hả? Biết đâu, từng nào có ăn đâu cũng biết đâu. Ngon không? Ngon. Đậu rồng ăn được. Ngon quá ta. Đậu rồng ăn được, lấy cà pháo ăn được. Ôi lít. Ngầm miếng cá. Đậu nhà Tòng, đậu rồng nhà Tòng. Cà pháo cũng nhà Tòng luôn. Nhà em ăn còn đậu rồng ở nhà không mà có sẵn hết rồi. Miếng cá. Rồng này hái hồi nào cũng vũ eo à. Ngâm đá. Hai đầu hổng rài. Hai đầu hổng rài. Tôi trong hổng rài. Làm miếng đậu rài. Nhồng rụng gì mà la héo. Ngày hái hôm qua hay gì đó. Mời mọi người ăn miếng gà. Em làm cục gà coi. Thủi ngon. Gà công nghiệp thịt mềm quá. Ngon bình thường ăn đã. Giờ tâm qua. Sáng giờ mắt đi rồi kén quay không làm ăn. Bữa nay vợ chồng mới làm không à. Nói nghe bữa nghe mới chửi. Làm cái gà nữa nè. Trước khi ăn mà vuốt cái đầu nữa. Ăn cái nào cũng phải vuốt cái đầu hết nè. À, mới vuốt cái đầu nữa nè. Nó chán gì đâu. Ăn không cũng nhiều thủ tục quá. À, giòn ngon quá. Mà chồng mới làm gì ngon hết ta. Gà coi cũng ngon mà cá cũng ngon nữa. Nhìn miếng ăn. Miếng cá ngon. Nhai ngon rạo rạo. Thơm ngon giòn rụm. Con ăn không? Ăn cơm không? Cơm không? Con không có quậy nha. Mẹ mùi mới quá tươi quá. Con ngồi chút vui với mẹ nè. Chờ cô chú thấy. Nhớ giúp em nha. Chú quậy trong nhà luôn á. Không phải, không có quậy. Đút cho nó ăn miếng kìa. Con ăn gà ăn cơm không? Con ăn cơm ăn thịt. Ăn gạo. Ăn gạo phải không? Ăn gạo. Giỏi dữ rồi, biết ăn gạo luôn rồi. Đó, nó ăn giỏi lắm đó. Nó mới có 3 tuổi mà nó biết ăn đủ thứ loại rau hết đó. Ngay đi con. Giỏi quá. Mẹ cũng làm chén canh coi. Này canh bù ngót nấu với tôm khô. Cho mát. Nó mang làm gì vậy? Bắt bổ. Đầu bắt bổ.
Rồi chào mọi người nha. Bye bye mọi người.